Như vậy thì hiện tại là cô thấy chúng ta có 75 bạn tham gia lớp học ha. Trong danh sách mà đăng ký môn thuế vụ học kỳ này là có 142 sinh viên. Từ nay thì chúng ta chỉ có thời gian là 1 giờ cho đến 1 giờ 15 thôi. Bạn Thanh Ngô tắt âm thanh đi này. Dương Tố Như và bạn Hiếu ạ. Chào cả lớp ha. Học kỳ này thì cô được phân công đó là giảng dạy về học phần thuế vụ cho lớp quản trị K42. Tuy nhiên thì trong danh sách này là mình thấy có cũng khá là nhiều sinh viên của K41. Thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cái đề cương học phần thuế vụ ha. Ở những bạn còn lại các bạn tắt âm thanh đi ạ. Môn học này của chúng ta thuộc kiến thức ngành, học phần bắt buộc đối với sinh viên năm thứ 2. Con số tín chỉ là 3 và chúng ta sẽ học trong vòng 45 tiết. Để tham gia được cái học phần này thì trước đây các bạn đã được học về kinh tế vĩ mô này, vĩ mô, tài chính tiền tệ hay là môn nguyên lý kế toán. Như vậy thì đã học qua những cái học phần điều kiện này rồi thì các bạn có thể tự tin để tham gia vào phần thuế vụ. Tuy nhiên thì đối với cái môn học về thuế thì yêu cầu các bạn là sẽ có các kỹ năng là đọc tài liệu nhiều hơn. Bởi vì với cái đặc trưng của kế toán thì thuế nó sẽ thay đổi rất là liên tục các bạn ha. Chúng ta phải cập nhật. Như vậy thì để học được cái môn học này thì các bạn sẽ dùng cái slide bài giảng học phần mà cô đã tải lên trên Edmodo cho lớp. Thì trước đây cô đã thông báo với các bạn rồi chứ không phải là ngày hôm nay, là để mà chuẩn bị cho cái môn học này thì các bạn nên tải cái slide học phần về. Và sau buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ đưa lên cho lớp một cái giáo trình tham khảo của Đại học Kinh tế. Thì các bạn sẽ có thể tham khảo ở đó để sẽ có thêm những cái tài liệu. Và với một cái đặc trưng của cái học phần này, tức là thuế, thì nó sẽ thay đổi liên tục. Như vậy thì chúng ta có thể cập nhật trên các cái trang web như là trên trang web chính phủ.vn hoặc là trên trang web của Tổng cục Hải quan rồi trang web của Tổng cục Thuế. Như vậy thì ở trên ba cái trang web này nó sẽ tổng hợp cho các bạn những cái văn bản mà quy định về những cái luật thuế, thông tư, chính sách, nghị định. Trước khi đi vào môn học thì cô có một số cái yêu cầu với lớp như thế này ạ. Về đánh giá kết quả học tập thì môn học này được thiết kế là chúng ta sẽ có 40% điểm quá trình. Nhưng mà bởi vì trước đây là chúng ta không có dự định là học online vì cái tình hình dịch hiện tại nên chúng ta đã chuyển sang học online, thì hiện tại mình cũng vẫn chưa chia ra cái phần trăm điểm cụ thể. Vậy mình đang để ở đây đó là chúng ta sẽ có hai cái đánh giá về bài kiểm tra trắc nghiệm. Có thể là sau khi kết thúc mỗi chương thì cô sẽ có một cái bài test nhỏ trên Edmodo cho các bạn, và một bài tập nhóm thì cô sẽ thông báo ở buổi học thứ hai. Có thể là các bạn sẽ làm về một cái chủ đề nào đó liên quan đến môn học, hoặc là các bạn sẽ làm chia nhóm để các bạn làm về bài tập sau khi học kết thúc các chương. Bởi vì học online thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà cùng nhau giải các cái bài tập như là đang học trên lớp, thì cái việc làm nhóm ở trong cái thời gian này cũng đòi hỏi các bạn là phải hết sức cố gắng ha.
và chúng ta sẽ thi cuối kỳ là điểm 60%. Và trong quá trình học thì các bạn sẽ có điểm cộng tối đa là 1 điểm dành cho những sinh viên mà có những cái phát biểu này, hay là có những cái đóng góp tích cực thảo luận cái vấn đề mà giảng viên hay là các bạn sinh viên đưa ra, thì đó là điểm cộng tối đa 1 điểm. Về kế hoạch giảng dạy thì chúng ta có 45 tiết. Theo lịch của phòng đào tạo thì hôm nay sẽ là buổi đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ học trong vòng 9 buổi ha. Thì buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về chương 1 và buổi tiếp theo thì về chương 2. Như vậy thì chúng ta sẽ có 5 chương tất cả và chúng ta sẽ học trong vòng 9 buổi. Tuy nhiên thì đây là cái kế hoạch giảng dạy, còn nó còn phụ thuộc vào cái thời gian mà cô trò chúng ta sắp xếp với nhau như thế nào, thì nó cũng có thể thay đổi một chút xíu. Và mình sẽ nghiên cứu rằng là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra lớn. Sau các cái bài trắc nghiệm này thì sẽ có một bài kiểm tra cá nhân để chúng ta lấy cái trọng số của điểm quá trình 40%. Và có một cái quy định như thế này ạ. Bởi vì chúng ta học tham dự lớp học online nên yêu cầu rằng là sinh viên, các bạn nên đọc trước tài liệu trước cái buổi học. Như vậy thì khi mà cô giảng thì các bạn có thể tiếp thu nó sẽ nhanh hơn. Và khi tham gia lớp học thì các bạn cũng nên tham gia đúng giờ. Chúng ta sẽ có từ 1 giờ đến 1 giờ 15 để các bạn sẽ tham gia vào lớp học các bạn ha. Và đối với sinh viên K41 hoặc là K40, nếu như mà các em có bị trùng lịch học online với các môn học khác thì các em cứ liên hệ với cô. Bởi vì thực ra thì các bạn đã học qua rồi thì cũng không nhất thiết là phải tham gia hết. Nếu như mà có vấn đề gì các bạn có thể chủ động liên hệ với giảng viên. Như vậy đối với trong lớp học thì yêu cầu các bạn sao ha? Trước khi tham gia cái lớp học này á, khi mà tham gia thì để đỡ bị ồn thì các bạn sẽ tắt mic đi các bạn ha. Khi có những phát biểu gì các bạn mở lên. Và học online nhưng mà chúng ta cũng có một chút về quy định về trang phục cũng nên lịch sự. Và các bạn sẽ tuân thủ đúng theo những cái gì mà mình đã quy định. Thì đó là giới thiệu qua về cái đề cương. Cô giới thiệu qua cho các bạn về cái đề cương của thế vụ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái buổi học đầu tiên. Hầu như vậy thì về cái vấn đề điểm quá trình, các bạn có thắc mắc hay là các bạn có ý kiến gì không ạ? Bạn nào có ý kiến thì các bạn có thể trao đổi ha. 40% là đã được chưa? Các bạn có thắc mắc hay là các bạn muốn có cái nguyện vọng như thế nào thì các bạn cứ nói nha. Để xem lớp được bao nhiêu. 82 bạn. Nhiều bạn, các bạn đặt tên như vậy, ví dụ khi mà gọi thì cô cũng không biết đây là ai để mà gọi này. Với cả có một cái nhắc nhở các bạn, đó là gì ạ? Theo như cô nghĩ thì để mà học online hiệu quả thì các bạn cũng nên có một cái cuốn vở ghi chép như là học trên lớp. Bởi vì thứ nhất là gì ạ? Nếu như các bạn in cái slide ra thì các bạn có thể note trực tiếp lên đó. Còn không thì chúng ta cứ nên ghi lại các bạn nhé. Các bạn có nghe thấy ồn quá không? Đâu bạn Nguyên đâu, thử trả lời giúp cô coi. Khánh Nguyên. Nếu mà khi nào mà ồn quá thì các bạn nói nhé. Tại vì lát nữa buổi chiều các bạn nhỏ ở đây có thể dậy á, nên các bạn hơi ồn chút. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái bài học này. Đây, cô nhắc lại cái tài liệu tham khảo cho các bạn. Đó là ba cái trang web này ha, và giáo trình thuế 1 này của Trường Đại học Kinh tế. Tuy nhiên thì thực ra thì để mà theo học được cái môn này thì các bạn có rất nhiều những cái tài liệu tham khảo. Trước đây thì trên thư viện của chúng ta cũng có rất nhiều những cuốn sách về thuế.
Và cái tài liệu của các bạn đó là bài giảng tóm tắt mà cô gửi cho lớp này. Rồi, bạn nào đang để mic tắt mic đi ha. Ở nội dung môn học thuế này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về năm sắc thuế, và nó sẽ được nằm bốn, xin lỗi các bạn, là bốn sắc thuế cơ bản, và chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 5 chương. Thì chương 1 chúng ta sẽ đi về tổng quan về thuế. Ở chương này thì sẽ cho các bạn một cái nhìn cơ bản về thuế, thuế là gì, vai trò, đặc điểm của thuế như thế nào đối với nền kinh tế, và quan trọng hơn các bạn phải nắm được là những cái yếu tố cơ bản nào để hợp thành một sắc thuế. Và ở chương 2 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt. Tương tự như vậy thì chương 3 chúng ta sẽ đi đến một cái sắc thuế mà rất quen thuộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào chúng ta cũng đều gặp, đó là thuế giá trị gia tăng. Và sau khi mà tìm hiểu xong thuế giá trị gia tăng thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái loại hình thuế khác, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Và thuế chương 5 là thuế thu nhập cá nhân. Thì trong 9 buổi này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về 5 chương. Các bạn chỉ được học về một môn thuế, nên đối với những sinh viên của những chuyên ngành tài chính thì cái kiến thức về thuế nó sẽ rộng hơn. Không chỉ học về thuế 1 đâu, các bạn sẽ học thuế 1 này, thuế 2, thuế 3 và về quản lý thuế. Còn đối với chúng ta thì chúng ta chỉ học về thuế thôi. Như vậy thì là trong cái phần này đảm bảo là gì ạ? Sau khi học được cái môn thuế này, các bạn phải nắm được đó là các bạn sẽ hiểu được thuế là gì, hoặc phải xác định được cái thuế cơ bản mà doanh nghiệp phải nộp trong một năm hay là một quý như thế nào. Và đồng thời các bạn sẽ có những cái khái niệm cơ bản về thuế. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào chương 1 tổng quan về thuế ạ. Các bạn đã có hết tài liệu chưa ạ? Bạn nào mà chưa tải được thì nhờ lớp trưởng gửi qua email. Rồi, chúng ta sẽ đi về tổng quan về thuế. Thứ nhất, mục tiêu của chương tổng quan về thuế này thì cô muốn các bạn nắm được đó là gì ạ? Sau khi học xong thì chúng ta phải biết được rằng là khái niệm, bản chất của thuế và phân tích những cái đặc trưng cơ bản của thuế. Và sau đó thì chúng ta sẽ tổng hợp và phân tích được cái vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Tức là chúng ta biết được rằng là tại sao mà nhà nước chúng ta phải ban hành thuế, và khi mà ban hành thuế rồi thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế. Và một cái nội dung mà chúng ta cũng cần phải nắm được đó là chính sách thuế thì người ta phân loại thuế như thế nào, và dựa trên những cơ sở nào mà để phân loại, và tại sao lại phân loại như vậy. Và một cái nội dung rất là cơ bản đó là gì ạ? Chúng ta phải xác định được đó là những cái yếu tố cơ bản mà để chúng ta, những cái yếu tố cơ bản để cấu thành nên một sắc thuế. Như vậy là Zoom chỉ giới hạn cho chúng ta được có 40 phút thôi. Các bạn vẫn đang nghe thấy chưa ạ? Rồi, và mục tiêu thứ 5 mà chúng ta cần nắm được đó là hiểu được cái bộ máy thu thuế tại Việt Nam. Tức là các bạn biết được rằng là tại Việt Nam thì cái bộ máy thu thuế hiện nay đang được quản lý như thế nào, và những cái cơ quan nào là có cái vai trò trực tiếp trong quản lý về thuế. Rồi, thứ nhất chúng ta sẽ đi về bản chất, khái niệm và cái đặc trưng của thuế. Về bản chất của thuế thì các bạn sẽ nhìn vào cái hình ảnh sau đây ha. Rồi, các bạn nhìn về, các bạn thấy đầu tiên là một cá nhân này, và sau đó thì sẽ đại diện cho, đây chúng ta gọi là tập thể hay là tổ chức ha. Rồi, đây là nhà nước, và sau đó là những cái hình ảnh này. Rồi, bây giờ nhìn vào cái hình ảnh này thì các bạn thử nói xem là nhìn về đây các bạn sẽ có cái liên tưởng đến cái gì ha. Thì cô sẽ gọi một bạn bất kỳ nha.
Rồi bạn Phong Thanh này là ai ạ? Bạn Phong Thanh này trả lời giúp cô coi. Rồi bạn Phong Thanh này có ở đây không ạ? À, các bạn lưu ý ha, khi mà các bạn đang tham gia lớp học. Khi các bạn mà đang tham gia lớp học mà cô gọi, nếu như mà thấy các bạn không có cái liên hệ gì thì coi như là các bạn đang không tham gia đó. Bạn Phong Thanh có không ạ? Alo. Nghe được cô ơi. Rồi em nghe thấy chưa? Dạ em nghe thấy rồi. Rồi cô đang hỏi là bây giờ nhìn trên cái màn hình này chúng ta đang theo dõi về cái nội dung là chất vụ thuế. Thì từ cái hình ảnh này thì bạn có liên tưởng gì hoặc là bạn có một cái phát biểu gì không ạ? Cô là nhà nước thuế của mình bằng nhiều cách đặc thù những người có thu nhập cao thì phải đóng thuế nhiều hơn, và thuế đó dùng để xây các công trình cho xã hội. Còn gì nữa không? Khoản thuế mà thu thì theo quy định là mang quyền lực. Bên cạnh đến thuế và khoản thu là khoản thu quan trọng của nhà nước. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Không biết là Thanh Phong hay là Phong Thanh. Còn bạn nào, có bạn nào có một cái phát biểu gì khác không ạ? Bạn nào mà xung phong phát biểu là có điểm cộng nha. Rồi bạn Phước. Dạ không có ý kiến rồi. Không có ý kiến gì hả? Phước này là Phước của quản trị K41 đúng không? Dạ đúng rồi. Đặt lại cái tên nha. Vâng ạ. Rồi như vậy một bạn vừa phát biểu rồi đó các bạn ha, thì cũng có ý đúng rồi. Tức là gì ạ? Cái bản chất của thuế thì nhìn cái hình ảnh này thì các bạn thấy là gì ạ? Mũi tên ở đây là gì ạ? Chúng ta một cái hình này đại diện cho cá nhân, đây là tổ chức. Như vậy thì cá nhân và tổ chức nộp thuế cho nhà nước, và từ cái tiền thuế đó thì nhà nước của chúng ta sử dụng và làm gì ạ? Các bạn nhìn đây là, đây là để mà tức là quản lý cái bộ máy hành chính của nhà nước. Cái hình ảnh này thì có thể là chúng ta đang trả tiền lương cho những cán bộ công nhân viên chức của nhà nước. Hoặc là hình ảnh thứ hai ở đây chúng ta nhìn thấy đó là về các cái công trình về đường xá. Rồi như vậy thì chúng ta biết được rằng là lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng là thuế ra đời là một cái sự cần thiết khách quan và nó gắn liền với cái sự ra đời của nhà nước. Như vậy thì nhà nước và thuế là nó sẽ ra, thuế nó ra đời cùng với cái sự ra đời và phát triển của nhà nước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhà nước của chúng ta khi mà ra đời thì phải đòi họ nó, nhà nước phải nuôi sống được cái bộ máy nhà nước của mình. Đó là gì ạ? Quản lý, giống như cô vừa nói các bạn đó, đó là trả tiền lương, rồi các cái hoạt động về an sinh xã hội này, các cái hoạt động về phúc lợi này, về cái hệ thống như là đường xá, y tế, trường học, các cái dịch vụ công cộng như vậy, thì đòi hỏi là cho nhà nước phải có một cái nguồn thu từ ngân sách. Như vậy thì thuế, các bạn, cái phần bản chất này các bạn chỉ nhớ cho cô đó là gì ạ? Thuế ra đời là một cái sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời của nhà nước các bạn ha. Thì cô chỉ cần các bạn nhớ về cái phần bản chất của thuế là như vậy, thì sau này sẽ có một vài những cái trắc nghiệm các bạn có thể tiếp cận đến. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi về cái khái niệm về thuế ạ. Với cái bản chất ra đời của thuế thì chúng ta thấy rằng là gì, nhà nước mà để mà hoạt động được thì phải cần cái nguồn tài chính để mà chi tiêu. Như vậy thì trước đây thuế, cái tiền thân của thuế nó ra đời với cái mục đích đó là để
đáp ứng được cái nguồn chi tiêu cho nhà nước. Và đã có rất nhiều những cái khái niệm về thuế đưa ra. Bởi vì thuế của Việt Nam của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không có thể gọi là đã hoàn thiện được cái hệ thống thuế, mà thuế vẫn đang trên con đường hoàn thiện. Từ sơ khai cho đến càng ngày đất nước càng phát triển, nền kinh tế càng phát triển thì thuế cũng, nhà nước cũng sẽ phải xây dựng những cái chính sách thuế làm sao để cho nó phù hợp với cái sự phát triển của nền kinh tế. Rồi, theo nhà kinh tế học Carsten Chazy thì năm 1934 trong cuốn Tài chính công, ông cho rằng là gì ạ? Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho nhà nước và thông qua con đường bằng quyền lực để bù đắp những cái chi tiêu cho nhà nước. Tức là người ta đã cho rằng là gì ạ? Thuế, người ta khẳng định nó là một cái khoản nộp bằng tiền và nó có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp các bạn ha. Và công dân phải đóng góp cho nhà nước. Và đóng góp bằng cách nào? Đó là thông qua con đường quyền lực để mà bù đắp những cái chi tiêu của nhà nước. Như vậy thì cái khái niệm này của Custom chúng ta đã thấy được rằng nhà nước thu thuế để mà bù đắp chi tiêu của nhà nước. Rồi hay còn một hay khái niệm về thuế nữa, đó là cho rằng là gì ạ? Thuế là một cái khoản có tính chất bắt buộc, được đóng góp bằng tiền, có tính chất xác định và không hoàn trả trực tiếp cho công dân đóng góp thông qua những con đường quyền lực. Đây là những cái khái niệm về thuế. Các nhà kinh tế học hay là các nhà kinh điển thì đã đưa ra rất nhiều những cái khái niệm. Hay chúng ta còn thấy rằng là gì ạ? Theo các nhà kinh điển thì họ cho rằng là gì? Thuế là cái mà nhà nước thu của dân nhưng lại không bù lại. Và thuế cấu thành nên nguồn thu của chính phủ và nó được lấy ra từ sản phẩm đất đai và lao động trong nước. Xét cho cùng thì thuế được lấy ra từ bản. Tư bản hay là thu nhập của người chịu thuế. Cái khái niệm này của các nhà kinh điển chúng ta nghe thấy nó hơi trừu tượng. Chúng ta đi tiếp để xem những cái tiếp theo thì họ sẽ nói về thuế như thế nào ha. Đây, thứ nhất là trên góc độ phân phối thu nhập thì có một khái niệm được đưa ra, đó là gì ạ? Thuế là hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân nhằm hình thành các quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước để đáp ứng những cái nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Như vậy thì trên góc độ phân phối thu nhập này chúng ta cũng được biết rằng là thuế nó được thu vào nhà nước để nhà nước đáp ứng cái nhu cầu chi tiêu và từ đó nhà nước thực hiện những cái chức năng nhiệm vụ của mình. Các bạn thấy những cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước ví dụ như gì ạ? Bạn Phạm Văn Linh. Phạm Văn Linh có đang tham gia lớp học không ạ? Không có nè. Để hỏi một bạn khác coi. Rồi Hồ Tấn Dũng ạ. Bạn Hồ Tấn Dũng có ở đó không ạ? Ok, bạn này không nghe thấy. Các bạn đợi cô một chút ha, tại vì một số bạn đang không có tham gia được cái lớp học này.
Đương nhiên rồi, chẳng có bạn nào là mic hư cả. Bạn Nguyên, Nguyên lớp trưởng đang có ở đó không? Rồi những bạn khác, các bạn tắt mic đi ạ. Khi mà hỏi đến ai thì người đó mở mic lên nha. Ông Nguyên có nghe thấy ông Nguyên? Dạ có. À, cô nói này, cái ID mà với cả cái bát này các bạn, em thử gửi cho các bạn coi sao nhé. Bình thường đi học, các bạn đi học những cái môn khác, các bạn có tắt camera như vậy không, lớp trưởng? Dạ tôi muốn. Vậy bây giờ thống nhất là yêu cầu đến bạn nào mà trả lời thì các bạn đó mở camera ra luôn ha. Với lại xin lỗi các bạn một chút ha, mình có một cái này, đó là cái môn học này chúng ta học trên Zoom, nhưng mà lát nữa khoảng 40 phút có khi là chúng ta sẽ bị out ra đó, nên nếu mà khi out ra thì các bạn sẽ nghỉ 5 phút rồi, nghỉ 5 phút ha. Sau đó thì cô sẽ gửi lại cái, rồi chúng ta sẽ đi vô lại. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp theo với nội dung tiếp theo các bạn ha. Đến 1:45 thì chúng ta sẽ nghỉ 5 phút nhé. Ở trên góc độ của người nộp thuế thì cũng đưa ra một cái khái niệm về thuế, đó là gì ạ? À, đó là thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ chức cá nhân có nghĩa vụ phải đóng góp cho nhà nước theo cái luật định để đáp ứng những cái nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trên cái góc độ người nộp thuế này, chúng ta thấy rằng thuế nó được quy định là một cái khoản bắt buộc các bạn ha. Ở trên góc độ kinh tế học thì người ta đưa ra đó là gì ạ? Thuế được xem như là một cái biện pháp đặc biệt. Theo đó thì nhà nước sử dụng quyền lực của mình để mà chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công nhằm thực hiện những cái chức năng kinh tế xã hội của nhà nước. Rồi, đây là cái khái niệm mà các bạn phải nhớ. Như vậy thì rất nhiều những khái niệm thì chúng ta thấy có rất một cái nhận định chung được đưa ra, đó là gì ạ? Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước và phát sinh trên cơ sở văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Như vậy thì đây là một cái khái niệm về thuế. Từ nay mà hỏi các bạn là thuế là gì, các bạn có thể nhớ cái khái niệm này giúp cô ha. À, để hỏi thử một bạn xem, theo bạn thì tại sao thuế lại là khoản nộp bắt buộc? Các bạn sẽ liên hệ với thực tế. Rồi, Lê Văn Sáng. Bạn Lê Văn Sáng.
Rồi bạn Lê Văn Sáng có trả lời được không ạ? Tức là cô muốn hỏi các bạn là từ cái khái niệm về thuế ở đây thì người ta cho rằng là thuế là cái khoản nộp bắt buộc. Thì theo các bạn hiểu thì tại sao thuế lại là một cái khoản nộp bắt buộc ạ? Bạn Sang có trả lời được không để gọi bạn khác này. À, bạn Sang hết thời gian ha. Mình hỏi một bạn khác coi. Nguyễn Quang Huy ạ. Bạn Nguyễn Quang Huy ạ. Dạ, thôi. Rồi, bạn Nguyễn Quang Huy nhìn từ cái khái niệm về thuế này thì cho cô biết rằng là theo em hiểu thì tại sao thuế lại là một khoản nộp bắt buộc? Đã, em nghĩ nó là một cái nghĩa vụ của người lao động nộp tiền để nhà nước xây dựng với lại là để chi tiêu những cái gì đó cho của bên nhà nước ấy ạ. Cái gì đó là cái gì? Dạ, giống như là phí hay là lương cho nhân viên hay là cái xây dựng gì đó cho đất nước. Rồi, thế như vậy thì giả sử ha, bây giờ nếu như mà thuế nó là một cái khoản nộp tự nguyện thì theo em là nhà nước mà mình nhà nước ra đời thì cần phải nuôi sống cái bộ máy nhà nước và thực hiện những cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước thì đòi hỏi là phải có cái ngân sách nhà nước. Thì theo em nếu như thuế nó là một cái khoản tự nguyện của công dân thì nó có liệu rằng nhà nước của chúng ta có đáp ứng đủ được cho cái nguồn thu cho ngân sách không ạ? À, dạ không ạ, em nghĩ cái này là bắt buộc ạ. À, đúng rồi. Như vậy thì bạn Huy nói rằng thuế là một khoản nộp bắt buộc thì các bạn cũng cô nhấn mạnh cho các bạn một chút đó là gì ạ? Cái bản chất mà chúng ta vừa thấy rằng nó là nhà nước ra đời thì nhà nước cần phải nuôi sống cái bộ máy nhà nước của mình và thực hiện những cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước. Như vậy thì để thực hiện cái điều đó thì nhà nước và họ phải có một cái nguồn thu cho ngân sách. Nếu như mà nó là một cái nguồn thu tự nguyện thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Con người của chúng ta từ khi sinh ra, cái gì mà là tự nguyện thì không ạ? Lúc đầu nó sẽ vẫn là đáp ứng được, nhưng sau dần dần thì cái gì mà liên quan đến tự nguyện, các cá nhân cũng sẽ không có, tức là sẽ không có hào hứng cho những cái việc đó nữa. Như vậy thì nếu như là một cái khoản thu tự nguyện này thì nhà nước sẽ không có đáp ứng đủ để cho cái nguồn thu được. Do đó thuế nó sẽ là một cái khoản nộp bắt buộc. Và một cái điều thứ hai, các bạn nhớ về cái khái niệm này cho cô đó là gì ạ? À, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành. Như vậy thì thuế nó được dựa trên đó là các cái văn bản pháp luật, chứ không phải là chúng ta nói xuông với nhau. Luật thuế phải dựa trên văn bản. Ví dụ như luật thuế giá trị gia tăng thì có luật thuế, có các văn bản hỗ trợ cho cái luật thuế này. Và tiếp theo đó là nó không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thì cái phần này lát chúng ta sẽ gặp lại ở trong phần đặc điểm thì cô sẽ nhấn mạnh rõ hơn các bạn ha.
Rồi. Chúng ta sẽ từ cái khái niệm về thuế như vậy thì chúng ta sẽ có cái đặc trưng cơ bản này của thuế. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ 5 phút các bạn nhé. Bởi vì cô muốn các bạn sẽ nghỉ 5 phút. Như vậy bạn nào mà có bạn hay các bạn có ao gì thì các bạn cũng ao. Nhưng mà để chúng ta thử xem hôm nay, bởi vì hôm nay là cái buổi học đầu tiên nên cô cũng đang muốn là xem dạy Zoom đối với lớp mình có hiệu quả không. Nếu không thì từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang cái phần Google Meet. Tại vì hiện tại cô thấy có 100 người tham gia, như vậy thì có thể là những bạn khác đang không tham gia được cái buổi học ngày hôm nay này.